Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe huyện Kim Động báo cáo về việc xử lý các vi phạm xây dựng nhà ở công trình theo kế hoạch số 93A ở xã Toàn Thắng và Vĩnh Xá như phản ánh của các cơ quan báo chí trung ương. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc xử lý các vi phạm số 93A trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện kiên quyết, bất kể người dân hay doanh nghiệp, trách nhiệm đầu tiên phải là chính quyền địa phương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, vi phạm xảy ra phải tháo dỡ. Từ tháng 3 năm 2017, các địa phương phải tháo dỡ và chịu trách nhiệm. Không phải là chỉ có xử lý cán bộ không, mà thậm chí xử lý trách nhiệm về chính cả người dân. Các anh vi phạm, anh cố tình, anh làm nhà trái phép, nhiều lần xây dựng trái phép, nhiều lần đình chỉ, nhiều lần phạt hành chính, vi phạm, nhưng mà lại vẫn cố tình xây. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với các nội dung tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về kế hoạch tặng quà kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tờ trình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Về tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện nghị quyết 09 của tỉnh ủy về chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe ý kiến các ngành, các địa phương và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phấn đấu đến năm 2025 là 100% các xã về đích nông thôn mới nâng cao và phấn đấu 50% là kiểu mẫu, bổ sung các xã thêm 2 hectare để đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Thứ hai là bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25 thêm 2.000 tỷ nữa. Chứ là trước đây người ta có 900 tỷ, bây giờ thêm 2.000 tỷ nữa là 2.900 tỷ. Như vậy là nguồn lực của tỉnh cũng rất sẵn sàng hỗ trợ. Nguồn lực của huyện, của xã cũng rất sẵn sàng hỗ trợ để đấu giá, để lấy nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Và có lộ trình cụ thể từng năm một. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các địa phương, nhất là thành phố Hưng Yên, thị xã Vĩnh Hảo, xử lý nghiêm các biển hiệu quảng cáo không phép gây mất mỹ quan đô thị, xử phạt hành chính các trường hợp thải rác không đúng quy định. Tình trạng đầu tư hạ tầng giao thông ở các xã lãng phí, không phát huy hiệu quả, tập trung đầu tư cho các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân đến vui chơi giải trí. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục và nâng cao mức hỗ trợ cho các địa phương kinh phí trồng cây hàng năm trên các tuyến đường nhằm thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.